Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một sự kiện rất là dễ làm mà nói chung là quà thì cũng khá là ngon nha anh em nhé. Ok, thì chúng ta đều biết rằng là giải đại chiến quân đoàn thì đang diễn ra và nó sẽ chuẩn bị có trận chung kết vào đầu tháng 5 tới. Thì bên Nga nào ngày hôm nay đã công bố một cái sự kiện, đó là chúng ta có thể nhận được hai cái đồ. Thứ nhất là hộp súng tử thần, thứ hai đó là cái hòm sắc bí ẩn. Đấy, thì cách thức mà nhận cái này như nào thì nói chung là nó cũng khá là dễ dàng thôi. Ok, ở trên fanpage Huyền Thoại Sinh Tồn bên Ghana Free Fire thì có công bố cái sự kiện, đó là bình chọn tuyển thủ tham gia All Star đại chiến quân đoàn. Đấy, nhận quà xịn. Đấy, All Star là cái gì? All Star là kiểu như là tất cả team nào mà có các thành viên ấy thì chúng ta sẽ bầu chọn những thành viên mà chúng ta yêu thích để họ có thể 20 game thủ giỏi nhất thì sẽ được 20 game thủ được yêu thích nhất thì sẽ được tham gia giải All Star này với tổng giải thưởng là 50 triệu. Đấy, thì khi mà tham gia bình chọn này ấy, chúng ta sẽ có thể lấy được cái hộp súng nghệ sĩ tử thần. Đấy, hộp súng MP UMP cộng thêm với hòm sắc bí. Đấy, thì để mà tham gia các bạn vào trang đó là quân đoàn.ff.gana.vn nhé. Đấy, quân đoàn.ff.gana.vn. Thì ở đây nó sẽ có cái mục đó là mục quy đổi và mục bình chọn. Thì anh em vào đây anh em bình chọn cho một game thủ ở đấy mình thích. Đấy, ví dụ như là tôi thích WG Huy Khang thì tôi sẽ bình luận cho WG Huy Khang. Và mỗi ngày chúng ta sẽ có 10 điểm để bình luận và chúng ta có thể chia cho các thành viên này. Đấy, và nói chung là cái này cũng rất là dễ. Nếu như mà đây trong khoảng thời gian từ 19 đến 23 mỗi ngày các bạn đăng nhập vào trong game, đăng nhập vào website sẽ nhận được 10 điểm để tiến hành bình chọn. Có thể bình chọn tối đa 5 điểm cho một tuyển thủ. Sau khi ấn nút xác nhận toàn bộ điểm thừa sẽ trở về 0. Điểm sẽ không được cộng dồn qua ngày. Thì sau khi thực hiện bình chọn đủ 3 ngày sẽ nhận được một hộp súng nghệ sĩ tử thần. Và sau khi đạt đủ 5 ngày sẽ nhận được hòm sắc bí ẩn. Thì nói chung là cái sự kiện này cũng rất là đơn giản. Quà nó thì không phải là to lắm nhưng mà nói chung là cũng khá được anh em ạ. Đấy, chúng ta đơn giản chỉ cần bấm vào trong cái trang web này. Đấy, địa chỉ là quân đoàn.ff.gana.vn nhá. Sau đó thì chúng ta bình chọn. Thì cứ mỗi ngày chúng ta vào chúng ta bình chọn linh tinh cho một người. Đấy, sau 3 ngày chúng ta sẽ nhận được cái hộp súng. Còn sau 5 ngày sẽ nhận được cái hòm xác. Nói chung là không làm mà vẫn có ăn anh em ạ. Và sự kiện nó rất là đơn giản thôi, nó chả có gì khó khăn cả. Nên cái này chủ yếu là để bên Ghana họ cho chúng ta cái sự tập trung đến với các giải đấu. Đấy, thì nói chung là giải đấu chúng ta bây giờ thì nó cũng khá là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đôi khi chúng ta không để ý mấy cái giải đấu ấy lắm. Đấy, thì để nhận quà anh em cứ chú ý mấy cái sự kiện nho nhỏ này chúng ta có thể nhận quà được. Đấy, ở đây có một số những đội cũng khá nổi bật như là đây là đội DZE và đẹp dài eSport à. Và đây là Z75 rồi có team Gao nữa này. Và nhưng mà team God of Wolf này, God of Wolf team gọi là team phụ này, team BQ Sport có cả LBG thì quý 11 ngón này, toàn game thủ khá nổi tiếng. Đấy, thì trong mục đổi quà thì chúng ta sẽ nhận được một hộp nghệ sĩ tử thần khi mà hoàn thành 3 ngày bình chọn và sau 5 ngày bình chọn chúng ta sẽ nhận được cái hộp sắc bí ẩn. Đấy, cái hòm sắc bí ẩn. Nói chung là quà này cũng không phải có gì xịn so lắm. À, cái hòm sắc bí ẩn này thì xịn đấy. Đấy, cái hòm sắc này đẹp tại vì phía trên nó sẽ có lá bay bay bay. Đấy, nhưng mà nói chung là về cơ bản thì cá nhân mình đánh giá đây là một sự kiện khá là ok. Thì anh em chú ý là làm cái sự kiện này. Nói chung anh em thích thì làm, chả thích thì thôi. Tôi cũng chỉ gọi là hướng dẫn cho anh em thôi. Ok, lúc này mình đang ở bên server Ấn Độ. Vì server Ấn Độ họ đang ra mắt đó là cái xưởng chế tác mới nhất của Ghana Free Fire. Đó là xưởng chế tác UMP. Và xưởng chế tác này ấy, thì chúng ta sẽ có 4 khẩu. Giống như là 4 khẩu, giống như là 4 bộ đồ. Đó là UMP khủng long nhong nhong, UMP hổ chùm lắm chiêu, UMP ngựa vằn may mắn, UMP gấu nhà người ta. Đấy, tuy nhiên thì nói chung là cái khẩu bộ này thì cá nhân mình đánh giá là chỉ số nó cũng khá ngon. Ví dụ như là khẩu hình con cá sấu, à khẩu hình con khủng long này thì sẽ có tăng đó là 2 tốc độ bắn, 1 sát thương và giảm đi 1 tốc độ thay đạn thì nó sẽ xịn hơn nghệ sĩ tử thần. Vì nghệ sĩ tử thần chúng ta tăng 2 sát thương, 1 tốc độ bắn tăng 2 tốc độ bắn, 1 sát thương nhưng mà lại giảm đi 1 độ chính xác thì nó có thể coi là đây là bộ UMP rất là mạnh. Tuy nhiên thì cái giá nó cũng rất là mạnh và nói chung là bộ này mạnh, giá nó cũng rất là mạnh. Ở đây là khẩu UMP con hổ. Đấy, hổ mi con hổ này nó sẽ tăng chúng ta đó 2 sát thương 1 xuyên giáp. Đấy, và nó cũng sẽ giảm đi tốc độ thay đạn, à giảm đi 1 tốc độ di chuyển, 2 sát thương 1 xuyên giáp. Đấy, hổ này không có tốc độ bắn, không có tốc độ bắn thì chắc là chả ai dùng. Đấy, tiếp theo là ngựa vằn may mắn 1 sát thương, 2 tầm xa. Đấy, khẩu UMP cộng tầm xa tôi không biết có ai dùng hay không, giảm đi 1 tốc độ thay đạn. Nhưng mà
Cái mà tôi không muốn nói đến ấy, nó không phải là cái chỉ số những cái khẩu này. Đấy, khẩu này còn khẩu gấu thì tăng một tốc độ bắn, giảm một tốc độ thay đạn và tăng hai độ chính xác. Nhưng thực ra cái mà tôi muốn nói đến không phải là cái chỉ số những khẩu này, tại vì thực tế thì UMP nó không phải là khẩu quá mạnh. Đấy, UMP nó chỉ là một khẩu súng bình thường thôi. Chưa kể là ví dụ như nếu các bạn đã có khẩu thanh trừng hay khẩu nghệ sĩ tử thần rồi, tức là UMP đã rất nhiều lần nó tặng các skin súng miễn phí. Đấy, hoặc là các bạn đã có nghệ sĩ tử thần ra cũng không phải quá hiếm, thì nó cũng bốn cái khẩu này nó cũng chẳng mạnh hơn khẩu nghệ sĩ tử thần là mấy đâu. Đấy, chỉ có điều tôi thấy cái giá nó hơi hư cấu. Đấy, hai đá, sáu đá hai sớ, năm đá hai sớ, bảy đá hai sớ và tám đá ba sớ, tức là tổng cộng toàn bộ chỗ này là 5+6 là 11, cộng với 7 là 18, cộng 18 là 26 đá. Đấy, 26 đá và 9 sớ. Vâng, nói gì đi. Vâng, quá ghê đội bắn dê. Các bạn biết là bình thường những cái bộ cái hòm này nó chỉ khoảng 20 đá và 8 sớ thôi. Đấy, thì với cái việc mà tăng cái giá nó lên như này thì bây giờ là 26 đá và 9 sớ. Thì mình không biết là về server Việt Nam có như này không, tại vì bên này họ bán cái khẩu vũ khí địa ngục này cũng rất đắt nhá. Mình không biết là tại sao, nhưng mà bên này họ cũng tăng lên đây, cũng 5 đá 2 sớ, 6 đá 2 sớ, 7 đá 2 sớ và 8 đá 3 sớ. Đấy, thì tôi nghĩ là do là mấy server này người ta yêu thích những cái bộ chế tác này, nên là bên Nga nào có cớ bán đắt hơn. Nhưng mà bán thế này thì đắt quá. Vâng, 8 đá 3 sớ, 7 đá 2 sớ, 6 đá 2 sớ. Vâng, các bạn biết là 5 đá 2 sớ cho cái khẩu một tốc độ bắn 2 độ chính xác này mình nghĩ là không đáng. Đấy, đó lý do vì sao mình sẽ không test khẩu này server nước ngoài. Bây giờ về server Việt Nam thì mình sẽ test thử xem là bao nhiêu. Đấy, trong khi đó ấy, thì mình nói thật với các bạn là những khẩu này nó không mạnh hơn so với cả khẩu UMP nghệ sĩ tử thần. Nếu các bạn đã có UMP nghệ sĩ tử thần rồi thì các bạn vẫn có thể dùng UMP nghệ sĩ tử thần bình thường. Nói thật anh em là UMP nghệ sĩ tử thần nó vẫn ngon. Đấy, nó vẫn ngon, mặc dù nó giảm đi một tí độ chính xác, nhưng mà đối với khẩu UMP thì cần gì độ chính xác đâu. Đấy, tại vì khẩu này bạn có tăng thêm 5 độ chính xác thì nó bắn vẫn không chính xác nha anh em nhá. Đấy, thế nên là tăng độ chính xác thì nó giải quyết được vấn đề gì đâu. Đó, và đó lý do vì sao mà mình nghĩ rằng là nếu bán với cái giá ở như ở server Ấn Độ kia thì thực sự nó không hợp lý. 8 đá 3 sớ, 7 đá 2 sớ, đấy, 6 đá 2 sớ, 5 đá 2 sớ. Đấy, tôi hỏi các bạn là bình thường anh em mà lấy những cái khẩu rẻ, anh em chỉ lấy mấy khẩu 3 đá 1 sớ đúng không? 3 đá 1 bản vẽ thôi, đấy là vừa tầm tiền thôi, ai cũng có thể chơi được. Đấy, chỉ mấy ông nào nhà giàu thì lấy mấy khẩu xịn xò hơn. Chứ còn bây giờ ví dụ như là quất cái khẩu gọi là 7 đá 2 sớ mà còn không có tốc độ bắn, khẩu tiểu liên không có tốc độ bắn 7 đá 2 sớ, nói gì đi. Đấy, thì mình nghĩ là do ở mấy server đấy thì họ tăng giá như vậy thôi. Và mình thấy server Ấn Độ làm như vậy thì có lẽ không hợp lý. Nhưng có lẽ ở bên server đấy họ thích mấy cái đồ đấy chăng. Đấy, ui xồi ơi, tôi chặt được 4 thằng bằng lưỡi hái đây anh em ạ. Đấy, lưỡi hái hoàng kim này, lưỡi hái phong thần này. Đấy, 5 cháu rồi. Đấy, anh em thấy tôi cầm lưỡi hái quẩy kinh không? Ai da chà, nó thi tôi rồi anh em ạ. Vâng, đang hỏi cầm, đang định khoe quả cầm lưỡi hái chặt chục mạng. Đấy, thì thực ra UMP nghệ sĩ tử thần ở server Việt Nam tương đối rẻ, và mấy cái khẩu như là khẩu thanh trừng này hay là khẩu mấy khẩu mà được tặng miễn phí anh em, UMP có mấy khẩu được tặng miễn phí rồi đấy, mà đặc biệt là có khẩu huyền thoại là khẩu UMP thanh trừng, thì tất cả khẩu đấy cũng mạnh ngang với cả cái khẩu kia rồi, cái khẩu 7 đá 3 sớ ở server kia rồi. Nên tôi không nghĩ rằng là cái chuyện mà tiêu một đống tiền vào trong sườn chế tác đấy là hợp lý. Đấy, tôi nghĩ là bên Ghana về Việt Nam ấy thì tôi nghĩ là cái khẩu hổ ấy thì nó sẽ chỉ đâu đó khoảng 1 đá 3 sớ, ba đá một sớ thôi. Đấy, một đá ba sớ nó lại ấm quá. Vâng, ba đá một sớ, rồi không, một khẩu là 4 đá 2 sớ, một khẩu là 5 đá 2 sớ, đấy là hợp lý. Và khẩu cao nhất ví dụ như khẩu khủng long đấy thì là 7 đá 3 sớ, thì đấy là bình thường. Đấy, thì tổng cộng nó vẫn sẽ là 20 đá và 8 sớ thôi. Đấy, 20 đá và 8 bản vẽ. Chứ còn ví dụ như cái bộ kia 26 đá và 9 bản vẽ thì nó lại vô lý quá. Vâng, cái khẩu rẻ nhất mà 5 đá 2 sớ ai mua? Vâng, khẳng định anh em luôn, ai mua? Đấy, thì đấy là cái phần cái mà mình nhận xét, và nói chung là mình cũng chẳng điên mà mình tự nhiên mình bỏ tiền ra để test ở bên mấy server đó mà nó với cái giá nó quá là vô lý như vậy. Nhưng mình nghĩ là do tâm lý ở bên đó, bên Ấn Độ hay là bên Sinh thì họ sẽ thích sử dụng những cái xưởng chế tác hơn. Đấy, có lẽ là họ thấy khẩu ấy nó cute, ở bên mấy server đấy chắc là họ không quan trọng lắm với chuyện chỉ số skin súng ra sao. Nhưng ở server Việt Nam chúng ta thì rất quan trọng, là nói chung là cho dù ở Việt Nam ấy skin súng có đẹp hay là không, đấy thì quan trọng nhất là
là cái hiệu năng sử dụng nó vẫn là điều quan trọng. Đấy, người Việt Nam chúng ta là một đất nước mà rất là thực tế, chứ không phải là theo kiểu là có bao tiền thì mua đấy. Ví dụ những cái đẹp như là cái lưỡi hái phong thần này thì bỏ tiền ra mua nó còn hợp lý. Đấy, chứ còn ví dụ như là cái bộ kia chả hợp lý tí nào đúng không anh em? Ok, và đó là thông tin mình mang đến cho anh em trong video này. Mà nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.